Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Nomo Computer. Lần trước thì mình đã lên cho anh em con IdeaPad 5 Pro 14/2022. Chiếc máy được anh em đón nhận rất là nhiệt tình. Đúng là máy trong meta có khác, rất là ưng cái bụng luôn. Nhưng mà nhiều anh em lại có ý kiến rằng là cần một chiếc máy mà có màn hình to hơn. Chính vì vậy, ngày hôm nay mình mang đến cho anh em phiên bản IdeaPad 5 Pro 16/2022 với một cái màn hình to hơn, đầy đủ cả bàn phím số nữa. Phiên bản này thì chúng ta cũng sẽ có vài option để lựa chọn cấu hình nữa. Chúng ta sẽ có phiên bản là có i5-12500H này, hay là Ryzen 7-6800H, và có cả bản có cả RTX 3050 nữa. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em ở đây là phiên bản Ryzen 7-6800H, kèm theo đó là VGA on AMD Radeon 680M. Tại sao lại không chọn chip Intel, tại sao không chọn một cái phiên bản mà có VGA rời nhỉ? Lý do thì mình sẽ giải thích trong video nhá. Anh em hãy nhớ đăng ký và theo dõi kênh YouTube của Nomo Computer để nhận ngay mã giảm giá Nomo 300, giảm trực tiếp 300.000 khi mua mỗi laptop bất kỳ tại Nomo Computer. Chi tiết chương trình mình sẽ để ở phần mô tả để anh em có thể tiện theo dõi hơn. Còn bây giờ chúng ta hãy bắt đầu video thôi nào. Với các bạn phải làm việc nhiều, đặc biệt là các bạn nam đi, thì mình luôn khuyên rằng là nên sắm cho mình một chiếc laptop có màn hình to. Bởi vì là thông tin các thứ nó hiển thị trên một cái màn hình to thì sẽ ổn hơn rất là nhiều. Như mình đây này, cái cường độ làm việc trên laptop của mình khá là căng, phải đến 8-12 tiếng một ngày, mà cũng phải di chuyển nữa, nên là dùng một chiếc PC là không hợp lý rồi. Chính vì vậy, phải nghĩ đến phương án là chọn một chiếc laptop với một màn hình lớn, như vậy thì trải nghiệm sử dụng mới tốt được. Mình cũng đã thử sử dụng những cái mẫu laptop 13,5 inch như kiểu là Surface, hay là những chiếc laptop 13 inch như kiểu X1 Nano chẳng hạn. Đúng là mang đi mang lại là sướng cực kỳ, bởi vì nó nhỏ với nó nhẹ ấy. Nhưng mà sau một cái thời gian sử dụng thì lại phải quay về sử dụng màn hình 16 inch thôi. Bởi vì là bây giờ mình phải dùng công việc online nhiều này, Google Doc, Google Sheet, xong rồi tham khảo những cái tài liệu ở nước ngoài nữa. Màn hình nó cứ bé bé, nhìn vào cả ngày hại hết cả mắt. Thôi thì gắn bó với những laptop 16 inch thôi các bạn ạ. Với một chiếc laptop 16 inch dùng cho công việc văn phòng hay là content creator vân vân thì rõ ràng là IdeaPad 5 Pro 16/2022 của chúng ta là một lựa chọn cực kỳ tốt. Nó có một màn hình rất là đẹp. Anh em mà phải làm việc liên quan đến hình ảnh, nội dung xong rồi màu sắc ấy thì rõ ràng là một chiếc màn đẹp là rất là quan trọng đúng không? Vậy thì IdeaPad 5 Pro 16/2022 của chúng ta đáp ứng được điều đó. Nó có delta I cực kỳ thấp là 1.09 mà thôi, cho ra chất lượng hình ảnh, màu sắc rất là trung thực. Anh em phải làm sản phẩm, ấn phẩm gửi cho khách hàng là yên tâm là cái độ chính xác là cực kỳ cao. Mà không dừng lại ở đó, màn hình của chúng ta lại là một màn hình có tỷ lệ màn hình rất là bắt chen, đó chính là 16:10. Cái không gian hiển thị thông tin các thứ của nó sẽ rộng rãi hơn và anh em làm việc sẽ thoải mái hơn. Và độ sáng màn hình của chúng ta là 350 nit, độ phân giải là 2.5K. Mà không dừng lại ở đấy nhá, chúng ta còn có tần số quét là 120Hz. Một mẫu Ultrabook làm việc văn phòng mỏng nhẹ mà lại có tần số quét cao như thế để làm gì nhỉ? Để anh em chơi game à? Không hẳn đâu nhá. Nó để phục vụ cho anh em có những cái trải nghiệm lướt web này, xem phim hay là di chuột trở nên nó mượt mà hơn. Đấy, anh em cứ sử dụng quen những cái màn 120Hz mà xem. Đến khi quay lại 60Hz là cảm thấy nó tù túng ngay mà. Nhân tiện nói về màn hình thì chúng ta có một cái viền màn hình rất là mỏng, mỏng cả 3 viền luôn này. Đấy, viền màn hình của chiếc máy này được làm rất là chỉn chu. Ở phía trên này là một camera Full HD cho anh em có thể thuận tiện hội họp online rồi video call vân vân. Và camera của chúng ta có cả nhận diện bảo mật khuôn mặt nữa. Mình thấy rằng là bảo mật khuôn mặt thì khá là tiện, nhất là cho anh em nào mà bị vân tay bị mờ hoặc là da mồ hôi tay nhiều ấy. Tuy là một mẫu laptop với màn hình lớn như này nhưng nó lại vô cùng chắc chắn. Đây, mình có vặn vẹo thử cho anh em cái màn hình này, không có cái hiện tượng bị flex luôn. Bây giờ thử với mặt A nhá. Thằng Kiên mày vào đây xem nào. Mày ấn nụ anh cái mặt A này xem thế nào. Rồi, cả phần tì tay nữa. Chắc không? Chắc phết anh ạ. Rồi, mày hết việc rồi, về đi. Đấy, một laptop 16 inch mà chắc chắn như thế cơ mà. Nhưng mà đồng nghĩa là máy cũng khá nặng. 1.9kg với cả một mẫu Ultrabook thì đúng là nặng thật. Nhưng mà anh em nhớ nhá, đây là mẫu laptop Ultrabook 16 inch. Đấy, với chị em phụ nữ thì cầm đúng là hơi mỏi tay. Với đàn ông con trai bọn mình thì thoải mái đi. Nó đã đáng là gì so với những cái laptop gaming đúng không nào? Chúng ta đi qua một chút về thiết kế mặt lưng. Vẫn là một cái thiết kế rất là đơn giản, lấy từ phiên bản trước về. Chúng ta sẽ có một màu xám đậm như này, cùng với đó là logo Lenovo nhỏ ở trên này nữa. Và hết rồi, chả còn gì cả. Và chúng ta sẽ có một bản lề đơn chạy dài như thế này.
Bản lề của chúng ta thì cho phép máy có thể mở lên đến 160 độ anh em nhé. Đây là một cái góc mở khá là rộng so với cả một chiếc máy Ultrabook đấy. Và bản lề của chúng ta thì cho phép là mở rất là mượt và trơn, có thể dễ dàng mở được bằng một tay này. Đó, mặc dù trơn và mượt như này thôi, nhưng nó vẫn đủ độ chắc chắn để khi chúng ta tác động lực hoặc là gõ phím trên chiếc máy này không bị rung rinh màn hình, gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của chúng ta. Đúng là không như những cái chiếc máy gaming của dòng H nào đấy nhỉ. Chúng ta nhìn qua một chút về mặt đáy nhá. Ở phía dưới này, đây là khu vực lấy gió vào làm mát cho máy này, rất là rộng rãi và thoáng mát. Anh em có biết là tại sao chúng ta cần một cái khu vực rộng như thế này không? Bởi vì rằng là chiếc máy của chúng ta có tận hai quạt tản nhiệt. Đấy, máy Ultrabook mà có tận hai quạt tản nhiệt, rất là xịn đúng không? Chúng ta sẽ lấy gió vào ở đây và thổi gió ra ở đây. Cái khe tản nhiệt chúng ta thì được giấu ở trong bản lề nhá. Và ở đây là một cái giải cao su chạy dài, nâng cao máy lên, giúp cho chúng ta có thể chống trơn trượt này. Và khi máy được nâng cao ấy thì tăng cái khả năng lấy gió vào làm mát cho máy, cho máy được thoáng mát hơn. Hai bên này là hai bên loa nhá. Tiếp theo, ở phía trong này chúng ta có một bàn phím full size với đầy đủ bàn phím số phụ cũng như là phím điều hướng được làm rất là lớn. Bàn phím của Ultrabook mà hành trình phím hơi nông, nhưng mà được cái là trải nghiệm bấm vào thì khá mềm và êm. Anh em soạn thảo văn bản trên cái bàn phím này ấy, thì sẽ ít tạo ra tiếng động cũng như là đỡ mỏi tay hơn. Lenovo làm cái phần này rất là tốt rồi. Ở phần touchpad ở dưới, chúng ta sẽ có một cái touchpad được cắt CNC chạy xung quanh như thế này, trông sáng bóng rất là đẹp mắt. Mà touchpad này thì được phủ nhung thôi, chắc chắn là sẽ không được sướng như những cái touchpad phủ kính rồi. Nhưng mà cái trải nghiệm Z cũng như là ấn chuột trái chuột phải của chúng ta vẫn hoàn toàn ổn, dòng Pro mà. Và touchpad rất là rộng rãi thoải mái, trên những cái chiếc máy IdeaPad là không được ngon như thế này đâu. Điều mà anh em mong chờ nhất trên một con máy đó chính là cấu hình và hiệu năng. Trên tay mình đây là phiên bản chip AMD Ryzen 7 6800H 8x16 luồng, xung up to lên đến 4.7GHz. CPU mạnh hơn khá nhiều so với phiên bản IdeaPad 5 Pro 14 inch mà mình giới thiệu trước đây, chỉ có là Ryzen 7 6800HS mà thôi. Bản 16 inch có lợi thế ở điểm đó anh em nhá. Vẫn là Ryzen 7 nhưng mà ở đây nó mạnh hơn. RAM DDR5 16GB bớt 6400, bớt 6400, cao thực sự anh em ạ. Nhưng mà mở máy lên anh em lại thấy rằng là mất 2GB mất rồi. Không biết là đi đâu hay là nó một computer bán hàng đều nhỉ? Không phải đâu anh em nhá. Đây là cơ chế chiếm dụng RAM để làm tài nguyên cho các VGA on. Và AMD là chúa chiếm dụng RAM kiểu này rồi. Anh em có thể chỉnh lại bằng cách vào BIOS, tùy chỉnh nó xuống còn 1GB hoặc là 512MB thôi. Nhưng mà mình khuyên thật là anh em nên để mặc định đi. Mình mất một ít RAM nhưng mà máy sẽ khỏe và chạy mượt hơn hẳn so với việc là anh em chỉnh xuống 512MB nhá. Máy đi kèm con card on Radeon 680M Graphics, đây chính là thủ phạm lấy RAM của anh em nhá. Nhưng về con VGA này thì cho hiệu năng chơi game ngang 1050 4GB luôn. Máy không có VGA rời nhưng mà vẫn rất khỏe, hy sinh tí RAM cũng không sao anh em nhỉ. SSD ở đây là 512GB NVMe Gen 4x4 nhá anh em. Realtek Wi-Fi 6, mẫu Wi-Fi khá là thị phi trong thời điểm mà Win 11 chưa ổn định đây này. Nhưng anh em cứ dùng đi nhá, phần mềm sẽ được cập nhật thêm, không bị lỗ đâu. Ở đầu video thì mình có nói về vấn đề là tại sao không sử dụng chip Intel hay là phiên bản có RTX 3050. Thì vấn đề chính là về hiệu năng và tản nhiệt. Mình có test thử trên bản không có VGA rời, mà trên bản AMD thôi anh em nhá. Chạy mỗi Cinebench R23 thôi mà nhiệt độ đã chạm ngưỡng 90 độ rồi. Không dừng lại ở đó, FIFA nhiệt cũng vậy. Nhiệt độ khoảng 90 độ trên một mẫu Ultrabook thì không phải là hiếm. Nhưng vấn đề ở đây này, đấy chính là tản nhiệt truyền vỏ, nhất là cái khu vực gần cái chỗ tản nhiệt này, phần đáy ấy, rất là rõ rệt luôn. Chính vì vậy mà mình khuyên anh em là nên lựa chọn phiên bản AMD. Đấy, mua IdeaPad 5 Pro là chọn phiên bản AMD nhá, nhiệt nó sẽ ổn hơn rất là nhiều. Mình có tham khảo ở một số nguồn ở những cái phiên bản khác ấy, chơi những cái tựa game AAA nhiệt độ phải lên đến 95 đến là 100 độ cơ. Nhiều anh em còn trêu là mua máy về để rán trứng hay sao ấy. Và lời khuyên dành cho các bạn đó chính là mua IdeaPad 5 Pro, chọn phiên bản AMD và ít chơi game thôi. Chỉ nên chơi khoảng 2 đến 3 tiếng một ngày thôi. Chứ anh em mà mua máy về để cày cuốc game thì tốt nhất là nên chọn những mã khác như kiểu Legend này, Nitro 5 hay LOQ, thiếu gì đâu nào đúng không anh em? Và mình khẳng định lại một lần nữa, IdeaPad 5 Pro của chúng ta là một chiếc máy làm việc, là một chiếc máy cho content creator. Đấy, mình luôn hướng 90% khách hàng của mình là chọn phiên bản AMD cho máy. Và chúng ta cũng sẽ có một chiếc máy với giá rất là hợp lý nữa, chỉ khoảng 20 triệu thôi, một chiếc máy có cấu hình ngon như thế này. Một cái lý do tại sao chúng ta có deal hời như vậy đó chính là chiếc máy này là phiên bản nội địa chung anh em nhá, và máy mới 100%.
Và đây mình chỉ test qua một vài tựa game nhẹ nhẹ, anh em có thể kiểm tra nhiệt độ và hiệu năng của em nó. Valorant với setting thấp thì GPU ăn 35W điện, hoạt động 100% và nhiệt độ chỉ trên 80 độ thôi. FPS cho ra khoảng 110 đến 140. Liên minh huyền thoại full setting thì GPU hoạt động khoảng 80% và ăn 45W điện. CPU hoạt động 13%, FPS cho ra 110-140, nhiệt độ trên 70 độ. Game cơ bản là nó vẫn làm được anh em nhá. Tuy là một chiếc máy khỏe nhưng mà IdeaPad 5 Pro 16 của chúng ta có một thời lượng pin khá là ngon, 5 đến 7 tiếng đồng hồ, bởi vì viên pin của chúng ta là 75Wh cơ anh em ạ. Cổng kết nối của chúng ta phía bên trái này, một cổng USB Type-C, một cổng USB Type-C nữa hỗ trợ sạc nhanh, một cổng HDMI 2.0, một jack tai nghe 3.5. Cạnh phải của chúng ta sẽ có một khe cắm thẻ nhớ micro SD, hai cổng USB 3.2 Gen 1 Type-A, có cả USB hỗ trợ sạc nhanh, anh em có thể tận dụng luôn sạc điện thoại, sạc cho chiếc laptop này rất là tiện lợi. Tổng kết lại, IdeaPad 5 Pro 16 2022 của chúng ta là một chiếc máy rất toàn diện, từ màn hình, thiết kế, cấu hình cho đến hiệu năng. Cái điểm yếu duy nhất của em nó là phần nhiệt độ mà thôi. Chính xác hơn là cái phần nhiệt độ tỏa ra từ vỏ thân máy. Chính vì vậy mà sẽ phù hợp cho những bạn nào làm content creator này hay làm những công việc văn phòng này. Chiếc máy này không phù hợp cho những bạn chơi game nhá. Còn anh em thì thấy sao? Đánh giá sao về chiếc máy này? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận nhé. Đừng quên để lại một like, một subscribe cho kênh của Normal Computer và bật chuông thông báo lên để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!